đây là cầu Lò Gốm. Xe từ cầu Phú Định đổ về nhiều ghê á, vã thiệt. Đây là bến bến Phú Định. Bến Phú Định vào lúc 3:30 chiều. Nó giao hiền, nó chở theo người yêu, thấy thích ghê á. Đúng là tìm người yêu hiện tại bây giờ rất là khó nha. Và đồng thời thì nếu mà tìm một người đồng ca cộng sở với mình lại còn khó hơn. Thế vậy đó là lý do vì sao mà mình ít ai. Bốn năm rồi, bạn gái cũ của mình thì cô ấy cũng đi lấy chồng luôn rồi. À, đến hiện tại thì mình còn có ba là biết sao rồi đó. Cái vấn đề là không phải là mình khó tìm người đâu, thật sự ra thì mình cũng không phải gọi là xấu, nói chung đẹp trai thì cũng không phải, nhưng mà tại vì mình không có được tự tin vô cho bản thân mình á, với lại một phần là cuộc sống của mình thì mình sống khép kín quá, mình thì không có nói gọi là nói những cái lời hoa mỹ mực mạc như cái bán tóc giá gì kia đâu, mà mình thích làm nhiều hơn nói. Bởi vì đó với mình nếu mà những cái lời nói mà mình nói ra mình làm không được á, chẳng có nào một đứa đắt lắm rất khách ba ha, thì mình không có thích như vậy mà mình thích làm hơn. Nhưng mà người ta nói là con gái với bằng tay, với bằng tay thì với bằng tay. Bởi vậy với những đứa mà đã nó cứ ăn nói thì chịu á, nó biết là rồi mình kia thì nó đưa được rất là nhiều gái, mà mình chả đưa được cái nào đó. Thật sự chẳng hạn như giống như lúc trước đi làm kia đi thì cũng có vài người thích mình, thì không phải vì mình chém gió với mấy người đó đâu, mà giống như là mình quan tâm, mình để ý này kia, mình lo lắng từng tí một này kia, nên là những người đó thì thích. Nên là thích mình.
mình vậy thôi. Nói chung thì nhiều người nói mình chân thành, nhưng mà như đó không thì cũng chả đem lại được cái kết quả, chả đem lại được cái lợi lộc gì hết á. Nên thật sự ra thì rất là chán. Đây là chùa Quang Âm. Những người thì mình với họ thời gian quen cũng khá ngắn, vẹn vẹn đâu chỉ mà tháng hai tháng thì thôi, và cũng có người thì quen cũng khá lâu, quen đến tận 2 năm rưỡi lần, nhưng mà rất tuyệt thì cũng chả có tiếp tục gì tốt đẹp. Cũng đi với chồng, mình thì vẫn vậy. Biết là quá khứ dù có nhớ, dù có mong cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào gọi là quay lại được. Nhưng mà thật sự ra thì đã quên đi một mối quan hệ, nhất là những người mà đã gắn bó rất là sâu đậm đối với mình, thật sự rất là khó. Khó đây là những cái thứ nhất, những cái hoài niệm về họ, những chuyện buồn chuyện vui thì đó mình có họ, họ có mình, cả hai cùng nhau vượt qua. Vãi cái gì đâu mà đứt đá dâm quá trời. Đá dâm vậy người ta chạy người ta té liền luôn. Đó. Rồi đã quen với lại sự hiện diện của họ rồi. Thì đã rất là quen thuộc. Gì trời, gì đồng. Một cái gì đó nó rất là quen thuộc. Một cái gì đó gọi là nó gắn sâu trong cái tiềm thức của mình đó. Giống như là mình như là một phần trong cuộc sống của mình đó. Tự nhiên đó một ngày đã mất ra. Những thứ không còn tồn tại nữa, và những người đó họ cũng chẳng còn ở bên mình nữa. Một cái cảm giác gọi là thiếu thốn lạc lõng. Cơ đơ với lại buồn là mình cứ gọi là lắm chìm vào trong những cái ngày của ngày xưa. Bước đi qua một đoạn đường ngày xưa
mình với họ mình đi ăn một món ngày xưa mình với họ cùng ăn, rồi nhớ những cái quán, những cái nơi mà mình với họ cùng đến. Thật sự ra thì cái cảm giác nó thật sự rất là lạ. Lạ ở đây là có người nào mình đi hai người, mình với họ cùng đi. Mà bây giờ thì còn có một mình nên là một cái cảm giác nó rất là kỳ cục. Cũng có thể nói là tiếc đó, hoặc là nói là cái cách khác nó đỡ bị thương hơn, đó là hoài niệm. Trời cao thì vẫn cao, trong xanh thì vẫn cứ trong xanh đó. Nhưng mà hiểu tới một điều là họ với mình không có còn gì nữa, nên là không có còn liên quan đến nhau. Ai đi đường gì đó, nó thật sự cũng rất là ngộ chứ. Thì cũng từng là tất cả đó chứ, và bây giờ thì thua cả một người dân đó. Người dân thì có thể mở miệng ra chào nhau, hỏi han nhau, gần gũi hơn nữa thì có thể quan tâm lẫn nhau. Còn người lạ từng phương á, người mà mình từng thân thuộc với mình á, mà đã một ngày vì một cái biến cố nào đó mình với họ tự nhiên trở nên xa lạ, thì cái phản cách tự động nó có. Đường ở đây nó đang tại vì đang xó lên phải một chút, nó xó, nó cày, nó xó như một cái con đường toàn là đá ranh không. Phía dưới là người cũng vậy, không có khá hơn là bao. Đạp xe chậm thì người ta chạy vào sát ở trong lề thì không chịu đâu,
mà cứ chạy bang 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 ở ngoài đường á. Không biết chạy bang bang như vậy để làm cái gì, chả hiểu được. Không đoạn đường bến Bình Đông hiện tại bây giờ ở về rất là nhiều luôn, hầu như là ngay một cái con đường toàn là ở về không. Chiếc Kawasaki trước mắt đó, đường dùng thì đau ổn rồi không vậy. Nhưng mà dù gì nói thì nói chứ họ vẫn là một chiếc đời của mình. Tức là cái đó nó không có còn nữa rồi. Mình hy vọng là nó sẽ dài, sẽ dài, dài bất tận luôn. Cho đến vài chục năm sau này, khi mà mình già mình lú lẫn thì có thể mà mình sẽ quên, nhưng mà đến khi mà mình nhớ lại á thì chắc hẳn là mình sẽ không có quên được cái chuyện này đâu. Bởi vì á là sâu vào trong não của mình. Ngoài thì mình sẽ có lúc mình suy nghĩ lại. Mình nhìn về quá khứ và mình tự nói là mình đã sống những cái giây phút, những cái khoảnh khắc như thế này ở trong quá khứ, mình đã từng tồn tại như vậy. Và cũng chỉ vì mà thời gian trôi qua thì những cái ngày của hiện tại nó lại chưa trở thành những cái ngày của quá khứ, và cứ thế nó cứ tiếp nối tiếp nối tiếp nối. Cuộc đời con người là một bức phim, và hầu như là trí nhớ của con người á là nó lớn hơn tất cả những cái bộ nhớ của hiện tại. Không biết tương lai như thế nào, nhưng mà hiện tại thì trí nhớ của con người ăn đứt hết mọi cái bộ nhớ, cá thể nhớ, cá đầu dây, đưa vinh 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 vinh, lớn được trên thế giới. Dù có điều là trí nhớ của con người đó, thì không có hoạt động tốt cho lắm. Tức là vẫn
chuyện mình quên. Không phải là vì mình quên, thật sự không phải là vì cái nhớ nó xóa ra khỏi cái bộ óc của mình, mà là vì mình có vấn đề gì đó, chẳng hạn như là chuyện sai tín hiệu đi, thì não tạm thời là cái file đó nó bị lỗi với một lúc nào đó trong một đời mình cũng nhớ ra. Đến phòng của Quang Từ rồi. Nước đang lên á, nhìn là thấy nước xiết rồi.
gì trời. Không có rẻ lắm đâu, bởi vì á thường này cũng có khoảng chừng 15.000 ký à. Đây là chợ đông nhất cái buổi chiều. Giờ này người ta cũng về hết rồi, cũng không còn ai bán gì, chỉ có vài người họ bán đồ ăn buổi chiều thôi. Đường này rất là chật, nhưng mà xe hàng, xe bán bánh rất là nhiều. Bởi vậy khi mà buổi sáng mà chợ hoạt động á, thì đi qua bên cái đoạn đường này đó là cũng đi kẹt xe luôn, đó kẹt xe luôn.